Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Á chỉ là công cụ cho các ông trùm để mọi tiền ngân sách và hút máu dân. Ngày 18 tháng 8 trên Facebook cá nhân của tiến sĩ Chu Mộng Long có bài Báo công an nói ngược, bắt con Phan Quốc Việt mua được các ông trùm. Tác giả dẫn tường thuật của báo công an cho biết Phan Quốc Việt mua Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long và các bị can trong vụ đại án như thế nào? Tác giả khẳng định đó là cách nói ngược phải nói chính các ông trùm lãnh đạo ngành y và các bộ ngành liên quan đã bán cho Việt Á xương máu của nhân dân suốt hơn 10 năm để ăn chia hàng ngàn tỷ đồng. Hình ảnh status trên trang cá nhân của tiến sĩ Chu Mộng Long. Tác giả dẫn kết quả điều tra từ báo công an về số tiền chi chác của các quan chức như sau. Phạm Quốc Việt đã đưa tổng số tiền 3,45 triệu USD và 4 tỷ đồng cho một số bị can như Nguyễn Văn Trịnh, cán bộ văn phòng chính phủ 200.000 USD, Chu Ngọc Anh, nguyên bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ 200.000 USD, Phạm Công Tạc, thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ 50.000 USD, Trịnh Thanh Hùng, phó vụ trưởng vụ Khoa học Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật 350.000 USD, Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng Bộ Y tế 2,25 triệu USD, Nguyễn Huỳnh, nguyên thư ký Nguyễn Thanh Long 4 tỷ đồng Nguyễn Minh Tuấn, nguyên vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế 300.000 USD. Nguyễn Nam Liên, vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế 100.000 USD. Tác giả cho biết báo tuổi trẻ từng khai thác bí ẩn dòng tiền ngàn tỷ ở công ty Việt Á trong suốt 10 năm, từ khi thành lập năm 2007 đến năm 2017. Cụ thể, chỉ trong vòng 10 năm, từ vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp 80 triệu đồng, Việt Á đã nhảy vọt lên số vốn 1.000 tỷ đồng. Tác giả lược trích hai vấn đề được đặt ra trong bài báo của tuổi trẻ. Thứ nhất, ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc, người đại diện pháp luật công ty Việt Á giữ 10,2% cổ phần công ty. Ông Đồng Sĩ Huy giữ 5% cổ phần. Bà Hồ Thị Thanh Thủy giữ 4,8% cổ phần. Tổng cả ba chỉ sở hữu 20%. Tác giả đặt câu hỏi, suốt 10 năm, không thay đổi cổ đông, Vậy còn lại 80% do ai sở hữu hoặc ai đã bơm tiền cho Việt Á? Hình ảnh oát con Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á nhưng chỉ giữ hơn 10% cổ phần công ty. Thứ hai, trước khi sản xuất và tiêu thụ kích xét nghiệm COVID-19 made in Việt Nam, công ty Việt Á cũng được Bộ Y tế cấp phép sản xuất 15 kích thử, trong đó có các bệnh lao, viêm gan A, viêm gan B, Ngoài ra, công ty Việt Á cũng trúng nhiều gói thầu tại các bệnh viện lớn trên cả nước như gói thầu cung ứng hóa chất năm 2016-2017 cho Bệnh viện Quân y 175, gói thầu cung cấp hóa chất vật tư tiêu hao theo máy và vật tư tiêu hao phục vụ hoạt động xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai. Tác giả bình luận thông tin sau có thể trả lời cho câu hỏi trước rằng phải chăng 80% vốn Việt Á có được chỉ là hớt ván từ trò môi ruột ngân sách và hút máu người bệnh của lãnh đạo ngành y. Tác giả nhận xét vụ test kit Covid chỉ là sự bại lộ bề nổi trong một lát cắt làm ăn giữa lãnh đạo ngành y với Việt Á. Phần ngầm trong 10 năm làm ăn với lợi nhuận nghìn tỷ. Chỉ tính từ phía Việt Á liệu có được phơi bày để tìm thấy sự thật rằng nếu Việt Á lợi ngàn tỷ thì các quan đớp và táp được bao nhiêu lần từ ngân sách và xương máu của người bệnh. Tác giả nhận định, nói Việt Á đã mua các quan chức nhà nước lao oan cho Việt Á. Các ông trùm từ các bộ ngành, từ y tế, khoa học công nghệ đến quốc phòng mang hàm giáo sư, tiến sĩ, tướng tá mà như là động vật để bị mua bán hay sao? Đó là chưa kể cả một hệ thống truyền thông từ tạp chí tuyên giáo, báo nhân dân đài truyền hình quốc gia tuyên truyền quảng bá cho việt á cũng đều là động vật được việt á nuôi để làm xiếc để hót tác giả khẳng định ốc con phan quốc việt chỉ là một thứ công cụ để các ông trùm từ trùm to đến trùm nhỏ mồi ngân sách và hút máu nhân dân ăn cả xác chết của người bệnh không nên nói ngược để giảm tội cho bọn quỷ trong cái động quỷ mang danh nhân đạo này Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Việt Á chỉ là công cụ cho các ông trùm để mồi tiền ngân sách và hút máu dần. Cú ngã lớn của VinFast Ngày 17 tháng 8, một trang tin quốc tế tiếng Việt có bài bình luận về cú ngã lớn của VinFast, hãng xe được mệnh danh là Tesla của Việt Nam. Theo đó, một tác giả nước ngoài đã bình luận trên một trang tin tiếng Anh cho rằng tự hào trước một cú ngã, và đó là một lối đi trong gai mà người giàu nhất Việt Nam ông Phạm Nhật Vượng đã trải qua sau khi công ty sản xuất xe điện của ông được niêm yết trên sàn chứng khoán của Mỹ. Hình ảnh bài trên BBC tiếng Việt. Bài báo cho biết cổ phiếu của VinFast đã tăng vọt đến 270% vào thứ Ba, 15 tháng 8, sau thương vụ sáp nhập trị giá 27 tỷ USD của công ty này với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt SBAC. Sự kiện này tăng vọt giá trị vốn hóa của doanh nghiệp lên gần 90 tỷ USD, một kết quả đáng kể chỉ có thể xảy ra, bởi vì ông Vượng và các công ty liên quan vẫn còn sở hữu 99% cổ phiếu của công ty muốn trở thành Tesla của Việt Nam. Bài báo nhận xét không giống thỏa thuận với SBAC của Rapp trị giá 40 tỷ USD vào 2 năm trước, khi Rapp huy động được 4,5 tỷ USD, từ các nhà đầu tư toàn cầu. Đợt niêm yết mới nhất lần này không phải là một sự kiện huy động vốn. Giá cổ phiếu niêm yết của công ty vốn đang chịu thua lỗ này nằm ở mức gấp 142 lần so với giá bán vào năm 2022 và gấp khoảng 16 lần hệ số giá của Tesla. Theo bài báo, mức định giá đó giảm xuống 58 lần nếu VinFast có thể đạt được tốc độ tăng trưởng doanh thu ở mức 145% trong năm nay cùng tốc độ mà các nhà phân tích dự đoán dành cho đối thủ Rivian từ Mỹ mà VinFast xác định là ngang hàng trong lĩnh vực xe điện với hãng của Elon Musk. Nhưng bài báo nhận định tốc độ tăng trưởng như vậy có vẻ là vượt sức vì doanh thu của VinFast đã giảm 7% vào năm ngoái và doanh số bán hàng trong quý đầu tiên của năm 2023 sau khi công ty này ngưng sản xuất xe chạy xăng và các đối thủ cạnh tranh thì đang giảm giá thành. VinFast sẽ phải vượt qua thử thách đó và các vấn đề hiện đang có trong khâu vận hành của mình với sự chú ý toàn diện từ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Hình ảnh, báo chí nhà nước cũng đưa tin về cú ngã của VinFast tại thị trường Mỹ. Bài báo cho hay VinFast đã đẩy lùi kế hoạch vận hành nhà máy trị giá 4 tỷ USD tại Bắc Carolina trong một năm, cho đến năm 2025. Dự án này vẫn chưa có được mức giảm thuế như kỳ vọng và các đánh giá về xe ô tô của họ thì không tạo được cảm hứng và sự kiện này có thể khiến ông trùm của tập đoàn bất động sản bán lẻ VinGroup lúng túng cho động thái tiếp theo. Chỉ có 137 xe điện VinFast được đăng ký tại Mỹ trong năm nay, trong suốt 6 tháng vừa qua. Bài báo cho rằng quan trọng nhất là VinFast phụ thuộc nặng nề vào ông Vượng người đặt cược lớn vào xe điện. Ông ấy đã đổ 9,3 tỷ USD vào công ty này thông qua Vingroup và các công cụ đầu tư khác sau khi đóng cửa một liên doanh điện thoại di động, bỏ một dự án hàng không và thanh lý chuỗi cửa hàng tiện lợi. Bài báo dẫn lời giám đốc tài chính của VinFast David Mansfield nói rằng công ty đang đàm phán với các nhà đầu tư bao gồm các quỹ đầu tư quốc gia và có thể hoàn tất việc huy động vốn trong vòng 18 tháng tới. Điều này cho thấy VinFast không có nhu cầu cấp thiết nào về vốn. Bài báo nhận định VinFast có thể trì hoãn bất kỳ sự rối ren nào từ việc định lại giá trị doanh nghiệp một cách khó khăn nhưng không thể nào hoàn toàn tránh được điều này. Bài báo cho biết thêm, VinFast đã được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ Nasdaq vào hôm 15 tháng 8. Sau khi sáp nhập với công ty mua lại Blackspace Acquisition, thương vụ sáp nhập này đã mang lại cho VinFast giá trị doanh nghiệp là 27 tỷ USD, hai công ty cho biết. Các cổ đông hiện tại của VinFast, cơ bản là công ty mẹ Vingroup và thông qua các công cụ đầu tư, người sáng lập Phạm Nhật Vượng tiếp tục sở hữu 99% cổ phần của công ty sau sáp nhập. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Cú ngã lớn của VinFast. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm đê